bài thơ nấm mộ và cây trầm nguyễn đức mậu một tưởng nhớ đất đắp mộ hùng bom trộn lẫn cây trầm cháy rợ tay nén nhang cây trầm cháy rồi hương cứ thơm hùng ơi mai gió mùa đông bắc võng bạt canh khuya lại nhớ hùng những đêm hai đứa xong phiên gác, bao gạo gối đầu chăn đắp chung. Nhớ khi mình ốm giữa rừng, vị thuốc hùng tìm qua ba trái núi, quả khế rừng nấu con cá suối. Thường mình hùng hóa trẻ đi câu, chúng mình có ở cách xa nhau. Một thước đất sao hùng không nghe mình gọi, một thước đất hóa khoảng trời vời vợi từ nay mình thương nhớ Hùng hơn xưa. Những lá thư Hùng chưa kịp đọc mình nghe, thơ đánh giặc Hùng còn viết giờ. Vết máu đỏ nhỏ đi không rõ chữ, mình đọc bao điều xúc động sâu xa. Hai, hy sinh. Cái chết bay ra từ nọng súng quân thù, nhận cái chết cho đồng đội sống ngực chặn lỗ châu mai hùng đứng thẳng lửa bén vào áo lính tuổi hai mươi chết hy sinh cho tổ quốc hùng ơi máu thấm cỏ lợi ca bay vào đất hy sinh lớn cũng là hạnh phúc một cây xuân thành biển khắc tên hùng hùng nằm trong nôi của đất rộng vô cùng khoảng trời biếc hương trầm thơm hơn trước những đoạn quân đi đánh giặc có hoa rừng mang đến từ xa. Đất hùng nằm, bom đạn đảo trơ, ngày hoa nở, đêm trời sao tỏ. Tấm biển gỗ trên mộ người chiến sĩ, thành bàn tay chỉ hướng quân thù. Ba ra đi Cây chậm thơm tự gốc thơm ra, nhiều nhắc nhở với người đang sống. Thù riêng lớn, thù chung càng lớn, hờn căm này nhân tiếp những hờn căm thôi mình đi hùng nhé hãy yên nằm trận đánh đêm nay vắng hùng gài bộc phá trận đánh trường kỳ vắng hùng tham dự trận đánh cuối cùng chiến thắng phải vệ ta anh trinh sát hy sinh trao lại tấm bản đồ anh xung kích hy sinh phất cao cờ chuẩn xin hùng hãy trao cho mình khẩu súng trận đánh vẫn còn tiếp diễn, Hùng ơi! Quân mình đang pháo kích nơi nơi, Hùng có thấy đất rung rung sấm dậy, mặt trận chuyện vào sâu rồi đấy, thôi mình đi Hùng nhé, hãy yên nằm. Thơm rất xa, theo gió thoảng hương trầm, cây trầm đẹp như cuộc đời chiến sĩ, sống tươi tốt bao niềm tin bình dị, thân hy sinh thơm đất thơm trời. Mới thế mà bài thơ nấm mộ và cây trầm tôi viết đã được gần 40 năm. Hồi đó tôi còn rất trẻ, 22 tuổi, là lính ở trung đoàn 165 thuộc sư đoàn 312. Trung đoàn tôi nhận nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực cánh đồng chung Siêng khoảng nước Lào. Mới vào thử lửa được mấy tháng, quân số trung đoàn đã bị thương vong khá nhiều. Người chết vì sốt rét, chết vì bom mìn, người chết vì quẩn nhau với giặc. Tôi có người bạn thân hy sinh trong trận đánh ở đồi Mâm Xôi, tên đồi do lính trung đoàn tự đặt, nằm cạnh thị xã Siêng Khoảng. Tôi còn nhớ vào một đêm mùa đông năm 1969, ở nghĩa trang biên giới, bọn giặc trời thả đèn rủ ném bom. Ánh sáng đèn rủ treo lơ lửng, lúc nhập nhọn, lúc bùng lên trên các lùm cây ngọn đồi. Những cây thông bị cháy chĩa thẳng lên trời như những nén nhang lớn. Dưới ánh đèn rủ, dưới tàn lửa của những cây thông, tôi cùng một số người trong tổ vận tải tranh thủ đào huyệt, khâm liệm và chôn xác đồng đội. Từ khung cảnh đầy chất bia tráng đó, tôi có được cái tứ để viết bài thơ Nấm mộ và cây trầm. Trong bài thơ, cây thông ở nghĩa trang biên giới được thay thế bằng hình tượng cây trầm, một loại cây quý thay cho nén nhang thắp lên mộ bạn mình. Bài thơ được viết ở hang đá rừng Lào, dưới ánh sáng chiếc đèn, được làm từ vỏ đồ hộp. Viết sau khi chôn xác bạn trở về, viết trong tâm trạng xót xa, thương tiếc. Có tứ, có cảm xúc, nhưng còn bút pháp thể hiện một khâu rất quan trọng trong sáng tác. Phải nói hồi đó tôi chưa phải là người viết có tay nghề, hay nói đúng hơn tôi còn chập chững những bước đi ban đầu trong sáng tác. Thì thoảng, may mắn lắm mới có một bài thơ in báo nhưng trong sáng tác, mọi yếu tố thường bổ sung cho nhau. Có lẽ do tứ bài thơ vững, do cảm xúc mạnh đã tạo đà cho cách diễn đạt liền mạch. Bài thơ được viết nhanh, câu nọ nối câu kia, đoạn này nối đoạn khác. Từ một trường hợp hy sinh của bạn mình, tôi có được những đoạn thơ khái quát về sự hy sinh lớn lao của những người chiến sĩ. Từ khi bài thơ, nấm mộ và cây trầm ra đời đến nay đã lâu rồi, thời gian tự như xóa nhòa mọi chuyện. Nhiều bài thơ tôi viết, có bài tôi quên cả xuất xứ, canh ngộ. Riêng bài thơ nấm mộ và cây trầm thường gửi lại cho tôi kỷ niệm nhức nhối khó quên với một người đồng đội đã hy sinh trên chiến trường đất bạn. Bài thơ nấm mộ và cây trầm còn gợi cho tôi những suy nghĩ mông lung về nghề nghiệp. Cách đây 40 năm, tôi mới bước vào nghề ở độ tuổi trẻ trung sôi nổi tôi làm thơ để bày tỏ những buồn vui cảm xúc riêng mình còn bây giờ tay nghề tôi có vững hơn mọi suy nghĩ về lẽ đời thấu đáo hơn nhưng nếu cằn cỗi thiếu cảm xúc đa ngôn tự huyễn hoặc mình tôi sẽ xa vào ngõ cụt của sự bế tắc